Bảo quản cà phê đúng cách không chỉ là việc giữ cho hương vị cà phê được trọn vẹn như lúc mới rang xong, mà còn là một nghệ thuật tinh tế. Đặc biệt đối với người yêu cà phê, việc này lại trở nên càng quan trọng hơn bao giờ hết. Để tận hưởng hết vị ngọt quyến rũ và mùi thơm tinh tế, vừa lựa chọn nơi bảo quản cà phê là quyết định vô cùng quan trọng. Có thể bạn đã biết, cà phê có tính hút mùi và hút ẩm rất cao. Do vậy, bạn cần tránh đặt cà phê ở nơi có ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao. Đây là quy tắc vàng để tránh mất mát về chất lượng cũng như hương vị khi thưởng thức. Cách tốt nhất để bảo quản cà phê khi sử dụng là túi zip có sẵn từ nhà sản xuất. Loại túi này có tráng bạc bên trong và có van một chiều giúp thoát khí từ bên trong ra bên ngoài dễ dàng hơn. Hơn hết, túi zip có van một chiều không chỉ giúp bảo vệ cà phê khỏi ánh sáng và nhiệt độ mà còn giúp duy trì hương vị và hương thơm của cà phê một cách tối ưu. Có thể bạn chưa biết, van một chiều là loại van được thiết kế đặc biệt để khí xô hơi từ cà phê có thể thoát ra ngoài, đồng thời ngăn không cho không khí từ môi trường thâm nhập ngược vào bên trong. Điều này rất cần thiết với các túi cà phê mới rang, bởi khi đó, khí xô hơi từ cà phê thoát ra rất nhiều, gây phồng túi và có thể nổ nếu vận chuyển nhiều đi xa. Hầu hết các loại cà phê chất lượng cao, đặc biệt là specialty coffee, thường được bảo quản trong dạng túi này để đảm bảo rằng từng giọt cà phê vẫn giữ nguyên hương vị và khi sử dụng vẫn ngát hương. Nếu bạn là người muốn cảm nhận cà phê không chỉ qua vị giác mà còn qua thị giác, hãy chọn hũ thủy tinh có van một chiều để bảo quản cũng như trưng bày cà phê. Đây không chỉ là một cách để bảo quản mà còn làm nổi bật không gian trưng bày cà phê của những người yêu và say đắm cà phê với đầy sự sang trọng và nghệ thuật. Bảo quản cà phê không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một cách tận hưởng mỗi giọt cà phê như một hành trình trải nghiệm, đánh thức vị giác một cách đích thực, nơi mùi và vị được phát huy một cách tối ưu nhất. Hãy để cà phê của bạn ở trong không gian thật nghệ thuật, nơi bạn có thể đắm chìm hương vị tinh tế cùng độ tươi mới của mỗi giọt cà phê mỗi lần thưởng thức. Cùng like và subscribe kênh YouTube của Tea May để có thêm nhiều kiến thức mới về cà phê nhé.